Sau 4 tháng về ra mắt gia đình, Hoàng Thùy Linh mới khoe ảnh đi chơi cùng Vĩnh Thụy. Nữ ca sĩ thoải mái đăng ảnh bạn trai tin đồn, mặt nghi vấn hẹn hò xuất hiện bấy lâu nay. Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy liên tục vướng phải thông tin hẹn hò, xuất phát từ khá nhiều điểm chung của cả hai. Dù vậy, cho đến nay, họ chưa một lần xác nhận mối quan hệ của cả hai rõ ràng là như thế nào. Mặc cho những tin đồn vây quanh, cặp đôi này vẫn tình cảm với nhau trước mặt công chúng và truyền thông. Mới đây, nữ ca sĩ vừa chia sẻ khoảnh khắc đời tư của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Hoàng Thùy Linh khoe cả ảnh đi hẹn hò cùng Vĩnh Thụy. Cô hào hứng, được đi cà phê giải ngố. Chính hành động này của giọng ca bánh trôi nước đã làm cho khán giả nghĩ rằng cô dừng công khai mối quan hệ này. Không cần son phấn dữ dội, nữ ca sĩ vẫn tươi tắn bên cạnh siêu mẫu Vĩnh Thụy. Khi các nghệ sĩ đang trên đường đua V-pop tháng 5, thì thời gian này Hoàng Thùy Linh có lẽ hơi im ắng. Cả hai bắt đầu thân thiết hơn kể từ lúc đóng chung bộ phim Thần Tượng vào cuối năm 2015. Cho đến nay đã gần 3 năm nhưng họ quyết định không nhắc nhiều đến mối quan hệ này. Nguyên đán vừa qua, nam siêu mẫu cũng về tận quê Hoàng Thùy Linh ở Tam Đảo để đón năm mới cùng gia đình cô. Trước đó Vĩnh Thụy cũng đưa Hoàng Thùy Linh về dự sinh nhật của mẹ mình, có thể thấy mối quan hệ của họ với hai bên gia đình khá tốt. Nói về chuyện tình yêu, người đẹp từng khẳng định, tôi xem tình cảm là vấn đề thiêng liêng, tôi muốn giữ cho riêng mình và không muốn đem ra để PR hay gây sự chú ý. Nếu chuyện tình yêu hiện tại có một cái kết đẹp, tôi sẽ công khai. Tôi vẫn luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười và khi cái kết đó đến gần tôi sẽ công bố. Chưa bao giờ khẳng định là người yêu của nhau, nhưng cặp đôi này luôn có những tấm ảnh tình tứ và thân mật bên nhau.